con à. Từ bây giờ, tất cả mọi thứ ở đây đều là của con. Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Nhất định mẹ sẽ không để cho ai cản đường con. Trời ơi, dễ thương quá à. Sao thằng bé nó còn nhỏ mà em ẵm ra đường sớm quá vậy? Lỡ gió mái thì sao? Dạ, em ẵm nó về quê. Ờ, vậy hả? Trời ơi, thấy ghét quá à. Trời ơi, coi đứa nhỏ kìa. Thằng bé tên gì vậy em? Dạ, nó tên Nguyện. Phạm Hữu Nguyện. Hả? Tên Nguyện á hả? À, dạ không phải là Nguyện, mà là Nguyện, Hữu Nguyện. Có nghĩa là một người luôn làm hết khả năng của mình trong mọi chuyện. Mà Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện. Cái tên hay quá à. Cái tên đẹp quá à. Cái tên có ý nghĩa thiệt đó. Em muốn đặt tên con là gì? Dạ, em cũng chưa nghĩ tới. Vậy thì mình sẽ đặt tên con là Trần Hữu Nguyện. Hữu Nguyện. Tên Hữu Nguyện có nghĩa là luôn cố gắng làm hết sức mình trong tất cả mọi chuyện. Má đặt tên anh là Thành Đạt vì muốn anh luôn thành công. Cho nên giờ anh muốn nói cho con biết, muốn thành công thì phải luôn cố gắng hết khả năng của mình trong tất cả mọi chuyện. Cố gắng làm hết khả năng của mình trong mọi chuyện. Của chiếu mới đâu. Con có muốn nằm đất không hả Nguyễn? Trời ơi. Mẹ, mẹ đừng có la lớn. Lỡ người khác nghe thấy được thì sao? Ngày nào người ta cũng thấy mẹ đi giặt chiếu là người ta cũng đủ hiểu rồi. Con cũng sợ người ta biết hả? Nè, bây giờ con có đứng lại không? Con nhớ rõ ràng là con ra bụi cây rồi. Con cũng không hiểu sao mà sáng dậy uống cái giường nữa. Trời đất ơi, thêm cái gì bụi cây nữa phải không? Con còn trả trao với mẹ nữa phải không? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con làm cái gì làm con chừa bụi cây của mẹ ra. Mấy cái cây của mẹ nó chỉ cần tưới nước mưa không màu không mùi thôi, mà tại sao con làm cho cái bụi cây của mẹ? Mẹ lại đó. Con đâu có chỉ vô cái bụi cây của mẹ đâu. Con còn cãi nữa phải không? À, nó sắp trụi hết trơn rồi kìa. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi đi ngủ thì uống ít nước thôi mà không nghe gì hết à? Cãi mẹ ra. Mẹ, con không nghe gì hết. Con cũng uống ít nước rồi mà. Con cũng không hiểu sao nữa, nó tự nhiên nó ra vậy á mẹ. Trời đất ơi, cái thằng này. Trời ơi, lần sau con mà tè ra giường thì con tự mà đi giặt chiếu nghe chưa. Mẹ. Cái gì? Con là con trai yêu quý của mẹ mà. Thank you.
dám cãi nữa không hả? Ây da. Hả? Con dám thè dầm nữa không? Dạ không không không. Con còn dám thè dầm nữa không hả? Cho con đi mẹ. Từ nay trở đi nghe không? Dạ. Trời đất ơi, làm gì mới sáng sớm mà làm sùm vậy nè? Dạ. Chào chị. Xung quanh đây nè, ai mà không biết thằng Nguyễn nhỏ ngày nào nó không tè dầm mà cô sùm lên làm phiền hàng xóm. Dạ em xin lỗi chị. Dạ lần sau em sẽ để ý. Tới lúc mà cô biết để ý là tôi phát điên vì hai mẹ con cô rồi đó. Thôi nói như đó đủ rồi. Dạ em chào anh Tư. Chào cô. Nè bà, tôi đi làm. Chiều nhớ nướng cho tôi con mực á nghe. Tôi về tôi nhậu á. Nhớ đi làm rồi ông về sớm nghe. Biết rồi. Tôi đi nghe cô. Dạ anh Tư đi làm. Dạ. Ba đi nghe con yêu. Cô Dung. Dạ. Cô có nhớ ngày mốt là ngày gì không? Dạ là ngày đóng tiền nhà em nhớ mà. Dạ em cũng đang gấp để mai cho kịp đồ. Rồi em giao khách, em gom tiền, em trả tiền nhà cho chị đúng hẹn à. Tôi cũng hy vọng á là cô đóng tiền nhà đúng ngày một lần cho tôi à. Dạ. Đồ đá dầm. Đồ đá dầm. Cái thằng cà chớn, mày đứng lại coi. Đứng lại. Cái thằng cà chớn, mày. Cô muốn kiếm chuyện nữa phải không? Hả? Dạ. Con phải cãi thôi à. Con mà kiếm chuyện nữa con chích với mẹ đó nghe chưa? Dạ. Thôi, đi qua bên dì Thanh xin lục bình về để mẹ con làm thuốc nữa. Bữa nay mẹ bận quá, không có đi vớt được. Con không đi đâu. Sao vậy? Qua bển lúc nào dì Thanh cũng nhéo má con hết á, xưng dù luôn á. Dì Thanh thương, dì Thanh mới nựng thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ con qua bên đó chứ dì Thanh nhéo má, hay là ở nhà để má nhéo má con hả? Con không đi đâu. Như Quy con không đi đâu. Sao vậy hả? Sao không đi? Sao không đi hả? Lý do tại sao không đi nói mẹ nghe coi. Dạ đi, dạ đi. Không đi ăn đòn bây giờ. Nè, bây giờ cầm cái rổ này qua, nói dì Thanh á là con xin một miếng lục bình. Dạ. Đi đi. Thưa mẹ con đi. Đi lẹ về nha. Dạ. Dì Thanh thiệt tốt, đã cho lục bình còn rửa sạch sẽ nữa. Cũng đáng. Chào bạn Nguyễn. Nguyễn, trời ơi tụi bay đi gì mà nhanh quá, tao chạy theo tụi bay tao muốn hụt hơi luôn nè. Nè, tao nghe má bay nói bữa giờ mà bây giờ tao mới kiếm được cho bay nè. Cái gì vậy? Gì cua đồng đó? Bay hay tè dầm, ăn cái này nhiều vô là hết đó. Đâu có đâu, con lớn rồi, con hết rồi mà gì. Hết đâu mà hết. Hôm rồi á, má con nhờ dì mua cái chiếu mới. Còn cái chiếu mày đang nằm đó, mày tè riết hả? Mà bây giờ á, nó khai ngấy, nên là phải mua, ít bữa nữa là nó bị hư mất rồi. Nè, đem về đi, nói má làm sạch sẽ cho con ăn. Trời ơi, đực mặt ra vậy, có gì đâu con. Nè, cầm đi đem về. Thôi gì về nghe. Làm sao dám nhìn mặt bạn đó nữa đây trời.
đứa nào khùng, đứa nào tài dầm hả? Mày ghi cho đúng sự thật chứ. Cái này tao ghi trong sân vườn nhà tao, tao muốn ghi cái gì tao ghi. Tài dầm tao còn chấp nhận, chứ tao khùng hồi nào. Mày mà nó xạo, không chơi với mày á. Tháo xuống cho tao đi, tao còn tha cho. Lẹ. Tao không tháo đó thì sao, mày làm gì được tao? À, mày muốn coi tao làm gì được mày đúng không? Cái đồ tè dầm, cái đồ khùng, cái đồ tè dầm. À, ấy da. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Trời ơi, ai làm gì hả? Sợ vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy hai đứa? Ui da đau. Trời ơi, mày làm gì con tao hả? Đứng dậy con. Trời ơi, trời ơi, con tôi bị xịt máu mũi rồi. Cái gì vậy? Con ơi, có sao không con? Trời ơi, mày, cái thằng hư đốn, mày rảnh quá, mày không có gì làm, mày dám đánh con tao xịt máu mũi hả? Tại nó ghi bản, nó chọc con chú bộ. Má của mày dạy á, mày cãi tao đôi với người lớn vậy hả mày? Hả? Mày trời ơi, mày hả mày? Mày, tao đánh cho mày chết. Hả? Mày, mày hả? Mày dám đánh con tao hả? Mày dám đánh con tao hả? Mày dám đánh con tao? Mẹ, đánh con tao. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì vậy? Cô đến đúng lúc lắm. Đây nè, cô coi đi. Con cô nó dám đánh con tôi xịt máu mũi như vậy nè. Bây giờ cô tính sao? Hả? Hả? Tại nó ghi bản, nó chọc con chú bộ. Mày là đồ lưu manh giang hồ. Con tao nó ghi lên cái bản, nó dán lên trong cái khu vườn nhà tao. Mày làm gì dám đánh con tao? Mày đừng có ý, có mẹ mày ở đây, bính mày được nghe mày. Hôm nay á, tao không có bỏ qua cho mày đâu. Trời ơi. Trời ơi, đưa đây. Trời, Nguyễn, tại sao vậy hả? Bây giờ con muốn cái gì? Tại sao con phá làm phá sớm? Cái gì vậy hả? Tại sao con đánh bạn? Tại sao con lại phá làm phá sớm như vậy hả? Con đứng lại thôi. Thôi, 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 mẹ không có thay cho con đâu nghe chưa? Trời ơi là trời, từ nãy trở đi con mà còn hư như vậy nữa, mẹ giết con luôn nghe chưa? Hôm nay mẹ sẽ đánh con chết, mẹ sẽ đánh con chết. Nguyễn ơi, trời ơi, Nguyễn ơi, chạy sao mày đánh con mẹ? Đánh con chết kìa. Không được, đứng lại cho mẹ. Ra con ấy. Nguyễn, mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng có đánh con. Mẹ, mẹ đừng có đánh con mà mẹ. Mẹ, con chừa rồi mẹ. Mẹ đừng có đánh con nữa. Mẹ có đánh con đâu. Mà thằng Kỳ ấy, nó đánh con mấy cái hả? Con có sao dạ. Không? Hả? Dạ, nó đâu có đánh con được cái nào đâu. Đúng là quá đáng mà. Làm như chỉ có con mình là con vàng con ngọc không bằng. Mẹ, mẹ không la con hả mẹ? Con có làm gì sai đâu mà mẹ phải la con. Dạ không có, không có, con không có. Tại nó chọc con trước, nó còn nói xạo nữa mẹ. Biết rồi, nhưng mà con đánh nhau để giải quyết như vậy là đúng hay sai? Lần sau con cứ làm lơ đi. Bạn nó chọc con là chủ yếu để thấy con tức tối thôi. Con cứ làm lơ đi, rồi nó chán là nó không làm nữa. Con trai mạnh mẽ là không có nghĩa là dùng nắm đấm để giải quyết tất cả, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Thôi về đi, về mẹ nấu canh chua với đầu tôm ngon lắm. Nè, mà nè, xin lục bình cho mẹ chưa? Dạ có, con để ngay chỗ gốc cây gần chỗ thằng Kỳ giết bản á mẹ. Thôi đi, đi về nhà mẹ nấu canh chua cho nghe. Dạ. Con trai của mẹ thiệt là con đó. Hai đứa lớn rồi, làm cái gì cũng phải làm lẹ lẹ lên. Bảo đâu, sao giờ này chưa xuống? Dạ thưa nội, má đang thay đồ cho em. Nãy giờ lên tỉnh mà thay đồ chưa xong nữa. Dạ bảo không chịu mở cửa. Minh, sao em nói chi vậy? Em đâu có nói gì sai đâu. Dạ, thôi để con ra ngoài xe con chờ nó.
Bảo à, mở cửa ra đi con, ba đang đợi ở dưới đó. Bảo, con không mở, con không muốn đến sưởng bánh. Con mà không đi á, bà nội giận con nữa đó. Bảo, Bảo à, hay là con đi với ba đi. Về má cho con thêm tiền để con xài, muốn mua gì mua, chịu không? Nha con. Dạy con theo kiểu đó hả? Má, chứ con biết phải làm sao giờ? Nó không thích tới xưởng bánh, mà Gia Bảo nó chỉ mới có 12 tuổi à. Mà cuối tuần nào cũng bắt nó đi xuống xưởng bánh, nó chán, nó không muốn đi cũng đúng rồi. Nó còn nít thì biết cái gì. Nó hành động ra sao là theo cái gương của cha mẹ nó đó. Đánh qua bên. Bảo, Bảo, con tự đi hay là để nội cho người phá cửa lôi đầu con đi? Má, má làm vậy nó sợ làm sao? Nó sẽ không chịu ra đó. Không ra hả? Không ra thì lôi đầu nó ra chứ bộ. Sao? Bây giờ đi hay để nội lôi đầu con đi? Má, má làm vậy nó sợ làm sao? Nó sẽ không chịu ra đó. Không ra hả? Không ra thì lôi đầu nó ra chứ bộ. Sao? Bây giờ đi hay để nội lôi đầu con đi? Má à. Nè, Kha, Minh, lấp ló đó làm cái gì? Đi xuống kêu chú Tài lên đây cho nội. Trời đất ơi, đi mau. Có nghe không? Đi xuống kêu chú Tài lên đây. Mau lên. Con ra là được chứ gì? Bảo, chuyện này không liên quan tới má với chị hai. Nội đừng có la mọi người. Nè, con có biết là ba con đợi con ở dưới đó không? Mà con cứ ở lì trên này làm sao? Một phút của ba con á là bằng cả một ngày của người ta. Bây giờ làm sao? Thái độ, đi xuống dưới. Còn cái chuyện con có bị phạt hay không á, còn tùy theo cái thái độ của con khi con xuống xưởng bánh. Thái độ, nhanh. Đi thay đồ đi con. Má, Gia Bảo dù gì cũng là cháu đích tôn duy nhất của má. Hay là má chiều cho nó nghỉ một bữa hôm nay được không? Nó đã phải đi học cả tuần rồi. Duy nhất hay không thì cũng phải dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Con nghĩ dùng tiền có thể dạy dỗ được nó à? Rồi lớn lên nó sẽ thành là cái thứ gì? Nó sẽ trở thành người thừa kế của gia đình này. Vậy mới nói con hư tại mẹ mà. Nó hư chỗ nào vậy má? Nó lì lợm, không biết lễ phép trước sau gì hết. Nó y như cô vậy đó. Nè, cha mẹ là tấm gương của con cái ha. Gương mà đã dơ bẩn á thì coi như cuộc đời con cái bỏ đi. Biết chưa? Chuyện gì đâu mà nội phải la má như vậy? Tại Bảo nó không có thích đi, chứ nó đâu có hư giống như nội nói. Mỗi lần nội tức giận em đều rất là sợ. Hình như nội ghét má đúng không chị hai? Ở trong cái nhà này á, có những chuyện em không thích mà em cũng phải làm. Cũng như mình muốn á thì cũng không có được. Cũng giống như chị cũng rất là muốn tới xưởng bánh nhưng mà không có ai cho hết. Còn ngược lại, thằng bà nó không có thích đi, ba với lại bà nội lại ép nó. Lúc đó chị hai muốn tới xưởng bánh thì ba lại không cho là không cho. Tại sao con gái lại không được tới xưởng bánh chứ? Từ giờ
Em phải cư xử giống như người lớn chút đi. Nội ghét em, nội lúc nào cũng nghiêm khắc với em. Em không thích nội. Thằng Bảo nó giận nội thiệt rồi chị ơi. Sao hôm nay con trễ vậy? Cả nhà đợi con đó. Chú mở cửa đi. Con làm cho mọi người bị trễ giờ rồi đó. Dạ, con xin lỗi. Lên xe đi. Hôm đó hai chàng ta tên Sơn Tinh, tàn duyên dẫn mấy bóng núi. Ta tên Thúy Tinh, mưa gặp khắp nơi dâng trào nước lên. Tụi bay có nghe thấy mùi gì không? Tao không nghe thấy mùi gì đâu. Tao chỉ nghe thấy mùi thanh long chín à. Có bánh mới ra lọ. Sao mày biết? Bánh thơm lắm luôn á. Trời, bánh này bánh cũ không mày, nó bánh mới ra lò đâu. Bánh cũ hả? Tao chắc mà. Mùi bánh mới ra lò thơm phức luôn kìa. Thấy chưa, tao đâu có sai. Bánh mới ra lò nè tụi bay. Thơm quá, ngon quá hả mày? Đố tụi bay, bánh này những gì? À, bánh này tao biết, tao ăn lần rồi. Nhưng sầu riêng phải không? Sao biết? Là những kem bơ. Ủa, sao mày biết? Mày ăn rồi hả? Thơm quá. Tụi con có tiền không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Không thì về xin tiền ba mẹ mua. Bánh mới ra lò ngon lắm. Thôi tụi con về đi cho chú bán. Ước gì được cắn một cái thì ngon phải biết. Còn cái này tao cần gì phải ước. Tao muốn ăn là ăn thôi. Ở trong đó sao có nhiều bánh quá vậy? Còn phải nói, ba tao làm tổ trưởng trong đó mà. Hôm bữa ba tao dắt tao vô trong xưởng, trong đó có nguyên một trời bánh luôn. Tha hồ mà ăn. Thiệt vậy hả? Ừ. Mày mà nó xạo, không chơi với mày á. Cái này tao nói thiệt mà, chính tao nhìn thấy. Chỗ này chú, đây là kho hàng mà ta. Xưởng này mọc lên từ bao giờ vậy? Ê Kỳ, hay là mày kêu ba mày á với tụi tao vô chỗ ăn bánh được không? Khỏi còn hỏi ba tao, tao cũng dẫn đi được mà. Hả? Tao cũng biết đường đi trong đó rồi. Nhưng mà phải có một điều kiện. Nói đi. Là tụi bay phải cho tao chơi chung. Được, tụi tao đồng ý cho mày chơi chung. Khi chọi mận nhà bà Bảy cũng phải cho tao theo. Nhưng mà mày mập quá, lỡ bị dí chạy không kịp thì sao? Bộ tụi bay không muốn ăn bánh mới ra lò hả?
Con kiếm ai? Dạ con tới kiếm ba con. Kiếm ba hả? Dạ. Con đi mấy người? Dạ con đi 4 người. Mà vô có 2 người được không chú? Dạ con ở chung với nó. Con ở chung nhà với nó chú. Ừ. Kiếm ba đúng không? Dạ. Bây giờ con đi thẳng vô trong. Thấy chú bộ vệ đứng kia chưa? Dạ thấy. Con hỏi chú rồi chú chỉ cho con. Dạ. Nhớ lời chú dặn, đi vô cho cẩn thận, không có làm đổ đồ đạc của chú. Dạ. Vô đi. Vô đi. Dạ, vô. Cảm ơn chú. Ừ. Trời bánh luôn. Mày muốn ăn cái nào thì mày lấy. Thì hả? Lấy bao nhiêu cũng được luôn hả? Ừ, ở đây nhiều đến vậy, lấy một cái có ai biết gì đâu. Mà ba tao là tổ trưởng ở đây mà, lo gì. Nè, bỏ vô đi. Đi xa vậy ba? Không phải đến xưởng bánh hả? Tại nhà mình mới mở một cái xưởng ở dưới đó con. Tại sao lại không để ai nhìn thấy? Ôi! Lượm lên, lượm lên. Đi. Nè. Hai đứa con làm cái gì trong này? Giấu gì trong bụng đó? Hai đứa mới từ trong kho bánh ra đúng không? Ai cho tụi bay vô đó? Đừng có nói là hai đứa... Chạy đi! Kỳ! Dạ. Mấy thằng này chạy gì kì vậy? Chạy gì vậy? Tụi mày đi đâu vậy? Nguyễn Kỳ. Ây da. Trời ơi mấy đứa này chạy đâu vậy? Lẹ lên Nguyễn. Nguyễn. Ây da. Trời ơi, trời ơi, sao vậy nè? Con, có sao không con? Xe có đụng vô đầu con không? Có chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi. Tại sao lại để trẻ con chạy lung tung ở trong xưởng bánh? Dạ. Hai đứa đứng dậy đi. Hình như mấy đứa này ăn trộm á.
có đúng là hai đứa con ăn trộm bánh không? Sao? Dám làm mà không dám nhận hả? Dạ phải. Chú Tài. Dạ. Gọi công an cho tôi. Cô chú. Anh Đạt, mình có cần làm lớn chuyện gì không anh? Đáng đời đồ ăn trộm. Chú ơi, ông đó là ai vậy? Là tổng giám đốc xưởng bánh đó. Chú ơi, chú ơi, đi đâu vậy? Dạ, dạ là tổng giám đốc. Dạ con xin lỗi chú, xin chú tha tội cho tụi con lần này. Tại sao? Con thử nói lý do cho chú biết tại sao chú nên bỏ qua cho con. Dạ. 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 Tụi con còn quá nhỏ để bị đưa đi công an. Mong chú thương mà bỏ qua cho tụi con lần này. Con xin hứa con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chú tưởng con sẽ nói điều gì hay ho. Quá ra con có gan lấy trộm mà không có gan gánh chịu hậu quả. Hèn nhát, vô trách nhiệm. Như vậy thì chú không có lý do gì để bỏ qua cho con hết. Dạ, 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 đốc, dạ, đốc, dạ, đốc. Thiệt á, cái đàm hồi đợt trước Mai cái kiểu gì đâu mà nó xấu dễ sợ xấu luôn. Đường kim rồi mũi chỉ cái gì đâu mà nó kỳ cục dễ sợ. Dạ, đợt này em Mai kỹ lắm chị. Với lại kiểu này là kiểu mới á. Chị coi thử coi ở đây không ai có kiểu này đâu à. Nay tôi trả nửa tiền thôi nghe. Dạ chị, em cần tiền để trả tiền nhà hôm nay. Chị trả hơn cho em chút được không ạ? Thì đó, chị nhìn chị cũng thấy rồi. Quán có khách khứa gì đâu. Có khách thì mới có tiền trả chứ. Nè, con gặp người lớn con không có chào hỏi gì hết hả? Dạ, con chào cô. Ủa chị, sao tay của cháu nó bị... Thôi, nè, tiền nè. Làm ơn lấy, rồi đi giùm tôi một cái đi. Tôi không có thời gian tiếp chị đâu. Bực bội. Cô Dung. Dạ. Trời ơi, hên quá gặp chị ở đây. Hên cái gì mà hên hả? Dạ. Trời ơi là trời ơi. Em có tiền trả tiền nhà cho chị nè. Có chuyện lớn rồi kia. Cái chuyện gì vậy chị?